Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em vừa về được mấy cái tủ tivi mấy anh chị ha. Thì cái này hàng cũng sản xuất Việt Nam và xuất đi Mỹ à, và cũng xuất không được mấy anh chị ơi. Giờ thời buổi kinh tế khó khăn ế quá à, mà nó mới 100% luôn nha, mới nguyên 100% luôn ha. Rồi rạch thôi, rạch đại đi à, tại vì cái này khiên gì nổi, nó dài 1m8 mấy anh chị. Dài 1m8 nha. Đó, mới nguyên luôn à, cái này tủ để làm chân tivi thì đẹp hết sảy rồi. Đó thì đây là cái hình mà sơ bộ của người ta nè mấy anh chị thấy không, đẹp lắm nha. Đấy, để cái màn hình LCD để coi tivi rồi đó. Thì hàng xuất khẩu đi Mỹ nên người ta cũng đóng gói rồi các thứ cẩn thận, rất là dữ dằn ha. Đó thì cái này dỡ ra thôi mấy đứa. Đúng rồi, dỡ lên thôi rồi lát nữa mình để đồ mình đóng lại ha, cho nó kỹ càng có ship đi cho mấy anh em. Đó thì cái tủ này hiện tại em đang bán với giá là 3.9 triệu mấy anh chị ha. 3.9 triệu, nó được làm bằng gỗ bạch dương ha, gỗ bạch dương. Đó thì những cái hộc á bên hông thì nó cũng như bao cái tủ khác mấy anh chị. Cái nào thành phần nào nó không quan trọng á, thì người ta đa số người ta làm bằng bằng ván ép thôi ha. Đó thì cái này nó cũng dán vân nu luôn ha, rất là đẹp mấy anh chị. Đây mấy anh chị thấy không, thấy không, rất vân nu, nó nhìn rất là đẹp luôn nha mấy anh chị. Đó, hết thuốc luôn. Rồi thì cái tủ này á, là cái tủ tivi và nó có hai tổng cộng là 4 hộc, đây bên đây 2 hộc và bên đây 2 hộc ha các anh chị ha. Đó, và ở giữa là mình sẽ để những cái giống như cái đầu máy, đầu đĩa hay là dàn âm ly karaoke rồi các kiểu ha. Đó, rồi cái này là cũng là tủ đóng im luôn ha, tự động nó hít vào ha. Đó, rất là đẹp bằng gỗ bạch dương luôn. Thì cái này á, là nó sơn bằng sơn giống như là gì ta, màu xám anh chị ha, giống như cũng hơi giả cổ anh chị. Đó thì những cái thành phần chính là ví dụ như một số cái nó không quan trọng á, thì nó sẽ làm bằng gỗ dán ép ha, ví dụ như thường lưng hoặc là hông ha. Còn những cái chính ví dụ như cánh tủ nè, mặt đồ thì nó sẽ làm bằng gỗ chính ha, gỗ bạch dương. Đó, thì cái tủ này cũng khá là đẹp ha anh chị ha. Rồi ok, thì nhìn nó rất là giả cổ anh chị ha. Đó, anh em nào lấy còn mấy cái này nó hơi móc móc thì do giống như là hàng nó trưng bày hàng nó tồn anh chị, hàng nó tồn kho thì nó tránh không có tránh khỏi được rồi ha. Mình về mình lao một cái là nó mới, quan trọng là cái tủ này nó mới nguyên luôn ha. Chiều sau này á thì nó là 46 xăng hả anh chị. Còn cái chiều cao em nhớ mà em quên mất tiêu ta ha. Hào thử nó chiều cao nó thầm nhiêu đức ha. Đấy. Sợ cỡ 60 mấy á anh chị ha. Cỡ 6 mấy á, tại em quên lấy cái thước ra rồi. Rồi ok, thì anh em nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Giá là 3.9 triệu mấy anh chị ha, giá tại kho, tủ tivi, nói chung là mọi thứ cũng hoàn hảo lắm. Người ta làm giả cổ nhìn đẹp lắm anh chị. Hàng xuất khẩu thì cũng ok, 3.900.000 đồng ha. Rồi anh em nào lấy thì nhắn trên tin cho em tên, địa chỉ rồi ghi ship cho anh cái tủ tivi ha, 3.9 triệu là em biết ha. Số điện thoại của em là 0914466462 mấy anh chị ha. Cái phần mặt á, người ta làm rất là tỉ mỉ mấy anh coi nè ha, những cái đường nét mấy anh chị ha, cái đường nét nè, rồi vân nè ha, vân họa tiết rồi ha, các góc cạnh rồi mọi thứ là hoàn hảo luôn các anh chị ha. Đó, cái phần đó nó mới là phần mà nó cấu tạo lên một cái phần mặt của một cái tủ đẹp mấy anh chị ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng, anh em nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Xin cảm ơn mọi người.